Dạ em chào mấy chị, em chào mấy chị nha, em chào chị Thu Hà. Ô em chào anh Phước Khánh. Ô chào anh Phước Khánh. Áo ba lỗ có tay anh chị, áo ba lỗ có tay nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Áo này ba sọc nha, ba sọc nhiều màu, không phải ba sọc hai màu nha anh chị. 499k giảm còn 299k, chốt đơn tại chỗ luôn. Tặng thêm giá màu trắng ba sọc luôn, ba sọc này xanh đỏ vàng BMW anh chị ơi. Để mà có thể thực hiện được như đầu video này, mình sử dụng một chiếc máy ảnh Sony để mà livestream trực tiếp trên chiếc máy tính của mình, mang lại chất lượng hình ảnh, âm thanh tuyệt vời hơn so với việc sử dụng webcam hay là những chiếc điện thoại truyền thống. Thì rất là đơn giản, khi mà hôm nay, thì đúng hôm nay thì phải, Sony vừa cập nhật một phần mềm cho máy tính Windows, nó tên là IMAX Webcam, giúp biến cái máy ảnh Sony của bạn thành một chiếc webcam để phục vụ cho việc livestream, dạy học online trong mùa dịch đang còn khá là căng thẳng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trừ Việt Nam. Đúng là hiện tại ở Việt Nam thì tình hình dịch không còn quá căng thẳng nữa, chúng ta có thể đi học, đi làm bình thường. Nhưng mà nhu cầu dùng một chiếc máy ảnh để có thể livestream được, hay là dùng để mà video call dạy online để làm được nhiều thứ khác thì mình biết là lúc nào cũng cần. Đặc biệt với đó thì mình cũng thấy là dòng máy ảnh Sony ở Việt Nam cực kỳ phổ biến luôn. Nhờ giá thành rẻ, hiệu năng tốt nên là rất là nhiều người sở hữu một chiếc máy ảnh cho riêng mình. Nhưng mà đáng tiếc thì chiếc máy ảnh này không thể tự nhiên mà ghi vào máy tính của bạn để trở thành một chiếc webcam được. Phải qua những bộ convert, capture card và nhiều phần mềm để stream phức tạp. Và nên chúng ta bắt đầu thôi. Những thứ chúng ta cần là gì? Một chiếc máy ảnh Sony, và Sony cũng cung cấp cho chúng ta danh sách những sản phẩm có được hỗ trợ. Gần như là tất cả những cái máy ảnh Sony từ vài năm trở lại đây đều có đầy đủ hết. Rất lâu rồi cũng có cơ. Nên là nếu bạn đang sở hữu một chiếc máy ảnh Sony đời cũ cũng được, thì kiểm tra thử danh sách này nó đang được hỗ trợ hay không. Mình thấy ở đây có rất là nhiều mẫu máy rẻ tiền thôi mà anh em có thể đầu tư được cho mục đích livestream chất lượng cao hơn. Như chiếc A5001 hay A6000 ở đây thì giá tầm khoảng 7-8 triệu để các bạn đã tìm được một chiếc máy có lên kit rồi. Sau máy ảnh thì chúng ta đến với máy tính. Chiếc máy tính của bạn phải là một máy tính Windows, chạy Windows 10 64-bit thì mới được Sony hỗ trợ ha. Còn những chiếc máy tính Windows sử dụng bản thấp hơn hoặc là macOS thì vẫn chưa được hỗ trợ. Riêng macOS thì Sony cũng để ở đây, thì sẽ có cái phần mềm cho Mac vào khoảng mùa thu năm 2020. Bây giờ là mùa thu 2020 rồi này. Sau máy ảnh, máy tính thì chúng ta cần đến một cổng cáp, đây là cáp micro USB thôi. Mình thấy một cổng dài nhất ở trong văn phòng mình, chất lượng tương đối ổn để mà đảm bảo cái khả năng truyền dẫn tốt nhất. Một lưu ý nhỏ nhỏ là đối với những chiếc máy Sony đời cũ á, thì vẫn sử dụng cổng micro USB thì các bạn chuẩn bị cổng micro ha. Còn những chiếc Sony đời mới hơn sử dụng cổng UVC á, thì các bạn dùng cáp C. Trên máy tính của mình các bạn bấm vào đường link bên dưới phần mô tả mình có để, các bạn nhấn vào nút download nè, xong kéo xuống chọn cái dòng máy ảnh của mình đang sử dụng. Mình sẽ chọn 6.4 là cái máy mình đã để ở đây để test, sau đó nhấn download. Sau khi download về thì anh em chạy file này lên là xong. Next. Agree. Install. Và nó sẽ hiện một cái bảng hỏi của Windows các bạn nhấn yes. Xong, như vậy là setup đã hoàn thành. Chúng ta bây giờ đã có thể chuẩn bị và trải nghiệm được việc sử dụng webcam để livestream trên máy tính với chất lượng tốt nhất rồi. Nhưng mà phải khởi động lại máy ha. Sony có lưu ý ở đây, những cái thiết lập này sẽ được áp dụng sau khi các bạn khởi động thiết bị lại. Khởi động lại máy thôi. Máy tính của mình sau khi khởi động lại xong thì các bạn ghim cáp vào máy tính và máy ảnh để chuẩn bị setup ha. Ở đây thì mình đang có một cái setup tương đối cơ bản, đó là một cái ống 18-35, do là ống này góc rộng nhất mình đang có rồi, và đó là Sony A6004. Các bạn ghim vào là gần như là sử dụng được luôn rồi ha. Sau khi các bạn kết nối máy ảnh với máy tính thì các bạn nhớ khởi động chiếc máy ảnh Sony của mình lên ha. Bây giờ thì chiếc máy ảnh này cũng đang được sạc thông qua cổng của máy tính luôn, nên là các bạn có thể livestream liên tục mà cũng không lo là máy ảnh của mình bị hết pin, nên các bạn phải gắn pin vô thì mới dùng được. Ok ha. Sau đó các bạn bấm vào phần livestream. Bây giờ mình đang test ở đây là phần mềm livestream của Facebook. Chọn video trực tiếp. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào chỗ là dùng camera này, chúng ta sẽ có 3 option là dùng khóa luồng, dùng bộ mã hóa ghép nối và dùng camera. Thì các bạn chọn dùng camera ha. Đây. Sau đó đây chúng ta sẽ có 3 lựa chọn là Logitech Capture là do máy mình đã có cài Logitech ở đây, Sony Camera và Incrustic Camera là camera gốc của máy, thì các bạn chuyển sang Sony Camera IMAX. Nó hiện logo loát ở đây ha. Và ngay lúc này thì các bạn đã thấy chiếc máy ảnh đã trở thành cái webcam của máy tính. Bây giờ mình có thể sử dụng để livestream chất lượng tốt hơn. Các bạn muốn xóa phông, làm màu, chỉnh hiệu ứng các thứ thì cũng tốt hơn so với camera mặc định của webcam máy tính. Thầy cô nào cần dạy học thì đương nhiên với chất lượng này thì sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc sử dụng webcam hay là camera điện thoại, mà qua quá trình truyền tải xử lý thì sẽ không thể tốt bằng một chiếc máy ảnh như thế này được. Máy ảnh các bạn còn lấy nét, zoom ra, zoom vào các thứ rồi nữa, quá xịn sò luôn.
Tuy nhiên có một vấn đề ha, là cái camera ở đây nó chỉ truyền tải về màn hình ảnh thôi, nó không có nhận về âm thanh, nên nếu các bạn muốn có âm thanh tốt nhất thì ví dụ đang là chiếc máy tính của mình thì nó sẽ nhận micro trên máy, nhưng mà với những cái PC không có mic ngoài thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng một chiếc micro ngoài. Đó là với Facebook nha. Mình sẽ chuyển qua một ứng dụng livestream khác để cho các bạn mường tượng được cụ thể hơn nếu nó hoạt động ra sao. Mình sẽ dùng với OBS. Và ở đây thì các bạn thấy là sẽ có một vấn đề nho nhỏ thông qua việc truyền tải bằng sợi cáp và ứng dụng IMAX webcam, là cái khung hình các bạn đang thấy là chỉ có độ phân giải là HD mà thôi, còn chưa lên được Full HD nữa, nên là nếu các bạn cần một chất lượng khủng khiếp và cao hơn nữa thì chắc là ứng dụng này chưa đủ để ứng cho chúng ta. Tóm kết lại thì trong video lần này mình đã hướng dẫn các bạn cách để biến cái máy ảnh Sony trở thành cái webcam trên máy tính của mình để livestream, dạy học online, video call các thứ, chất lượng hình ảnh và khả năng về việc tái tạo màu sắc, xóa phông này nọ là sẽ tuyệt vời hơn việc sử dụng điện thoại hay là webcam mặc định rất là nhiều. Và đặc biệt là giải pháp này hoàn toàn miễn phí, chúng ta không cần phải mua thêm capture card hay là những phần mềm livestream gì đó nặng nề khó xử lý. Giải pháp này là hoàn toàn không tốn tiền, một sợi cáp duy nhất và phần mềm trên máy tính của bạn thôi. Rồi ha, hết rồi. Mình mong rằng sau khi xem xong video của mình ngày hôm nay thì các bạn đã có thể làm được việc biến cái máy ảnh Sony thành webcam trên máy tính Windows. Mình nghĩ nó dễ thôi. Nếu có vấn đề gì nhớ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn hết sức có thể. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn cũng đừng quên subscribe để mà ủng hộ Techroom trong những nội dung thủ thuật sau này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.